Trung tâm điện tử Hạnh Phương xin trân trọng kính chào tất cả các bác. Vâng, báo cáo các bác là ngày hôm nay thì cũng như bao nhiêu ngày thì anh Phương lại lên sóng giới thiệu với các bác về những sản phẩm âm thanh hàng VIP mới về. Có hai điều mà anh Phương thấy rằng là bán rất là nhanh về mặt hàng. Đấy. Có lẽ rằng là điều thứ nhất là đấy chính là tình cảm các bác dành cho anh Phương rất là nhiều. Nhiều bác đã theo dõi anh Phương rất là lâu, sau đó cũng biết về những sản phẩm mà anh Phương phân phối thì các bác rất là tin tưởng và đã chốt được hàng rất là nhanh mà không cần phải suy nghĩ gì cả. Một điều thứ hai thì anh Phương thấy rằng là cái điều này cũng là một trong những cái rất là quan trọng, đó là về hàng đẹp hẳn cộng với giá thành rẻ thì em bán rất là nhanh. Ví dụ như là cái đôi kia 115 kia là đôi đẹp hẳn, đắt cũng có người mua mà tranh nhau mua. Đấy. Còn ví dụ như có những đôi giá thành cực rẻ, ví dụ như đôi này, đây là hai cái bằng chứng xác thực nhất, thì cái đôi này là đôi 835, em nhập được rẻ, em lại bán rẻ, tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ zin hết. Đấy. Thì bán rẻ thì cũng đi rất là nhanh. Đấy là bằng chứng nhá. Loa đẹp hẳn đắt cũng mua, hoặc là loa đẹp và giá rẻ bán rất nhanh. Thì ngày hôm nay em lại có món hời món rẻ cho các bác đây. Báo cáo bác là trước mắt các bác thì anh Phương đang trưng bày và giới thiệu các bác về những dòng loa đời năm, súp đời năm mới về trong buổi chiều ngày hôm nay. Đấy, mời các bác hãy cùng ngắm nhìn xem này. Đây là ba đôi loa JBL với mã sản phẩm là 515 và 615, hàng mới về vừa lấy xong. Đây là những hàng có lẽ rằng là trong thời điểm này là thời điểm mà cực kỳ khó có thể đầu tư được những cặp này, bởi vì số lượng hàng nó không có nhiều. Săn mãi, lựa mãi thì chúng ta mới có được ba cái cặp loa này. Đấy. Mời các bác cùng ngắm nhìn nhá. Đây là cặp loa JBL 615. Dòng loa này nó là dòng loa bát neo chép neo đời 6. Đấy. Hàng về thì với đôi 6 này thì còn nguyên cả tem cờ luôn các bác. Nguyên cả tem cờ luôn. Rất là VIP. Ok chưa? Đỉnh cao của Mỹ luôn. Thùng vách đẹp, đây là chưa vệ sinh, chưa có, vừa nãy hạ xuống xong mà nó đã đẹp như này rồi. Qua bàn tay thợ vệ sinh sạch sẽ đi thì nó còn ngon nữa các bạn. Đấy. Và với đôi thứ hai đó là đôi 515. 515 đây cũng dòng bát neo chép neo. Mà đến cái dòng này đấy thì nói tóm lại là các bác đã chơi đến dòng này rồi thì chắc là chúng ta cũng không phải bàn về chất âm nữa. Đấy, cũng không phải bàn về hình thức thiết kế nữa. Đấy, mà chỉ bàn về cái giá thành. Còn độ đẹp thì em báo các bác là hàng chuẩn đẹp. Đấy. Ví dụ như cái loa này, nó về thì nó vận chuyển nó có một tí gọi là móp móp này, đây là do vận chuyển thôi. Cái này thì đơn giản. Thợ chỉ cần gọi là gõ ra là nó ra thôi, không vấn đề gì cả. Đấy, loa bãi nó phải như vậy các bạn. Ok, ngon chưa? Những cặp này giá của nó rơi vào tầm khoảng độ 29 đến 30 triệu đồng một đôi rồi các bạn. Đẹp lắm. Đấy. Thùng vách mướt mượt luôn. Khỏi bàn. Nói tóm lại là khỏi bàn về chất. Tất cả mọi thứ đều chuẩn chỉ. Đấy. Ok chưa? Và ngày hôm nay em lại có thêm một cái sản phẩm này nữa. Giá công khai cho các bác nhé, loa này tầm 30 triệu một đôi. Đấy, không có nhiều đâu các bạn, có 3 đôi em bán rất là nhanh xem. Bởi vì những cái hàng này bây giờ khó nhập hàng lắm các bác, nhất là hàng bãi đẹp như thế này. Và ngày hôm nay em lại bán, tiếp tục bán giao lưu với các bác một cặp súp kép của dòng súp JBL. Các bác nhìn cho em này, cặp súp này thì cũng đẹp mỏng mỏng luôn. Đôi này thực ra là em ít khi làm súp kép, nhưng mà vì đôi này nó rẻ và nó lại đẹp, em không nhập em thấy tiếc, mà không nhập thì các bác lại phải mua cao. Cho nên là với những đôi này em nhập về để bán cho các bác với giá cực rẻ luôn các bác. Các bác có tin được không? Thậm chí súp đơn này còn rẻ hơn cả súp kép luôn. À, súp kép còn rẻ hơn súp đơn. Đấy. Cho nên là bác nào mà đầu tư đến đôi này thì alo cho em luôn nhá. Nào các bác cùng nhìn này. Con này là bát 50. Hai bát 50. Đây các bác nhìn em quay sát cận cận cảnh này. Để các bác ngắm này.
trong gia đình nếu các bác chơi sân vườn, các bác chơi một đôi này thì quá nét. Hoặc là ví dụ như là các bác nào mà chơi ví dụ như để chính giữa một quả này cũng được. Đấy, làm cái gọi là cái chỗ kê. Thế còn ví dụ như là chơi sân vườn mà chơi một đôi này rẻ hơn cả súp đơn các bác nhá. Đấy, 518 Mỹ nòi tay phòi luôn. Rẻ như cho. Cao su này giá mà anh Phương đang gửi tới các bác, theo các bác thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Cao đố các bác biết. Nếu mà súp đơn 518S thì nó rơi vào tầm khoảng độ 19 triệu một quả. Tức là nếu các bác đầu tư một đôi súp đơn 518 thì nó rơi vào tầm khoảng độ 38 triệu đồng một đôi súp đơn. Đấy. Thế còn súp ép một quả này nó lại 23 cơ. Nhưng mà với một cặp này giá của nó chỉ loanh quanh tầm 30 triệu thôi. Đấy. Một cặp này giá loanh quanh tầm 30 triệu. Theo các bác thì như nào? Rẻ quá đúng không? Rẻ quá thì các bác bốc cả đôi. Còn nếu mà mua lẻ thì nó có thể trội hơn một tí tí thôi. Đấy. Thì bác nào đầu tư đến dòng súp này thì alo cho em. Bán nhanh nha các bác nhá. Bán nhanh cặp súp này. Cho nên là bác nào mà mua cả đôi thì nó loanh quanh tầm 30 triệu. Thế còn mua một chiếc thì nó loanh quanh tầm 15-16 triệu. Bác nào đầu tư không ạ? Rẻ hơn cả súp đơn nhá. Cho nên là chơi súp đôi này nó đẳng cấp luôn. Không phải nghĩ. Nhất là anh em nào làm phòng. Làm phòng. Phòng hát kinh doanh, phòng hát hát cho nhau nghe. Mà hôm nay xem được video này thì múc cả đôi này cho em. Đừng để bỏ lỡ cơ hội này các bác nhá. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video. Và bên này anh Phương này đang có một đôi mic Mỹ mới về. Hàng tuyển mới về. Vừa đây ship bay về đây các bác này. Đấy, vừa em mới bóc ra. Đây là mic ULX-P4. Có một đôi. Cái này là nguồn zin của nó. Nó là nguồn chạy điện 120V. 120V. Tay của nó đây. Củ SM58. Tay thì đẹp cáu cạnh luôn. Như mới. Củ SM58 đẹp lắm. Bộ này thì hôm trước này em có mấy bộ em bán rất là nhanh. Thế hôm nay thì có thêm được 2 bộ này nữa thôi. Giá thành của bộ này nó rơi vào tầm khoảng độ 9 triệu một bộ các bác nhá. 9 triệu một bộ. Hàng đẹp khoảng độ trên 90%, 95-97%. Bác nào đầu tư alo cho em. 2 bộ mic xua. Hàng xách tay về. Không có nhiều đâu các bác, 9 triệu một bộ. Bác nào hôm nọ mà hỏi anh Phương mà hết hàng thì hôm nay lại có hàng đây. Xin cảm ơn các bác đã theo dõi video và mọi chi tiết hãy gọi cho em với số máy 097-1998-555. Xin cảm ơn các bác rất nhiều. Và bác nào lần đầu tiên theo dõi kênh thì nhớ đăng ký kênh bằng cái nút màu đỏ phía dưới để chúng ta cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn các bác.